từ công ty bên mình. Mẫu đèn LED mọi người đang xem đó là mẫu đèn có tên gọi là đèn pha siêu sáng âm trần 7 màu. Và dòng đèn trên đây có tên gọi là đèn pha siêu sáng LED 7 màu 200 hiệu ứng. Hai mẫu đèn này đang được sử dụng rất là nhiều để trang trí ở những sảnh nhà hàng đi cưới, khách sạn 5 sao sang trọng và những cái background sân khấu đám cưới trong những cái nhà hàng tiệc cưới. Mình sẽ tắt bớt cái dòng đèn âm trần đi để mọi người thấy rõ được cái độ sáng của cái dòng đèn LED pha thanh này. Nó là một cái dòng đèn thiết kế chạy ma trích, nó có 200 kiểu chạy và đổi màu khác nhau. Nó có chế độ cảm ứng đeo nhạc, chạy ô tô tự động và điều khiển qua bàn điều khiển DMS. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế là showroom của công ty bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Boeing L1R16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.